Hello, chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách bật thước đo trong Word các phiên bản nha. Và tất cả các phiên bản này các bạn hầu như làm giống nhau. Vậy cụ thể các bước làm như thế nào thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn như sau. Thứ nhất thì các bạn khởi động Microsoft Word nha. Rồi, mình vừa khởi động Microsoft Word với các bạn. Trong trường này mình đang sử dụng phiên bản là 2021. Các bạn có thể làm tương tự cho các phiên bản khác nha. Nếu trong trường mà các bạn cài lại Office mới á, thì các bạn quan sát trên màn hình nền này, các bạn thấy nó không có cái thước ngang và cái thước dọc trong cái màn hình Word của chúng ta nha các bạn. Vậy thì làm thế nào để các bạn bật lên? Thì các bạn làm như sau. Các bạn chọn vào cho mình thẻ View. Rồi sau đó các bạn quan sát vào cho mình cái chỗ ruler này. Thì trong trường này ô vuông đang để trống, các bạn chỉ việc click vào, nó lập tức đánh cho các bạn dấu tích màu đen. Và các bạn quan sát, các bạn thấy rằng cái thanh thước ngang của chúng ta đã được bật lên rồi. Và tương tự như vậy, thanh thước dọc cũng bật lên luôn. Vậy thì bây giờ nếu các bạn muốn đổi đơn vị, ví dụ như trong trường một số máy mà các bạn thấy rằng là đơn vị là inch thì nó không phù hợp với người Việt Nam. Vậy bây giờ các bạn muốn đổi qua centi hoặc inch thì các bạn làm như thế nào? Thì chúng ta làm như sau. Các bạn chọn vào cho mình cái thẻ home nha. Và sau đó các bạn di chuyển những cái vùng trống này. Các bạn nhấn phải chuột. Và sau đó các bạn chọn cho mình là Customize Ribbon nha. Sau khi các bạn click xong rồi thì nó xuất hiện cho các bạn một cái cửa sổ là Work Option. Các bạn quan sát cái phổ bên trái này và chọn cho mình là Advanced nha các bạn. Sau đó các bạn là lăn con chuột xuống dưới nha. Hoặc các bạn là click và các bạn kéo xuống dưới cũng được. Và các bạn lưu ý cho mình là quan sát cái thẻ Display nha các bạn. Rồi đến đây các bạn thấy cái chữ Display này. Và trong Display này các bạn quan sát cho mình cái chỗ mà Show Measurement in Unit of nha các bạn. Và các bạn thấy quan sát ở đây chính là cm, tức là chúng ta đã chọn là cm rồi. Tuy nhiên trong trường một số người là đang là inch nha các bạn, thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta có thể chọn qua đơn vị khác nếu các bạn chọn cm gì đó. Nhưng mà mình phù hợp là mình đang sử dụng cm đối với người Việt Nam của mình nha các bạn. Rồi mình chọn cm này các bạn. Còn nếu các bạn muốn chọn inch hoặc đơn vị khác thì các bạn cứ việc chọn vào nhé. Rồi trong trường này mình chọn là cm nha các bạn. Và sau khi các bạn chọn được cái đơn vị mà đúng yêu cầu của các bạn rồi thì các bạn chỉ việc click vào OK cho mình ở cuối góc phải thôi. Và các bạn thấy là chúng ta đã hiện cái thanh thước theo đúng yêu cầu của chúng ta rồi. Nếu trong một số trường hợp mà các bạn muốn tắt cái thanh thước này đi thì các bạn cũng làm tương tự như sau này. Các bạn vào thẻ View. Sau đó các bạn di chuyển đến chỗ ruler. Các bạn chỉ việc bỏ cái dấu tích này đi bằng cách các bạn click vào một cái thì lập tức nó sẽ tắt thanh thước ngang cho các bạn nha. Và tương tự các bạn có thể chọn và bật lên lại nha các bạn. Và các bạn có thể đổi đơn vị như mình đã chia sẻ ở trên nha. Vậy thì đến đây mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái cách để chúng ta bật thanh thước ngang và thanh thước dọc, hoặc các bạn có thể tắt đi. Vậy mình chúc cho tất cả mọi người thành công. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn vào like, nhấn vào đăng ký, bật chuông để ủng hộ kênh và để nhận những video mới nhất của mình. Rồi đến đây mình chào tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công.